Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Tám thần tử chiếm một tòa, bản thân cho thấy thế lực phía sau rất mạnh. Quan trọng nhất là lần này tam thần tử đột phá linh cảnh. Ít nhất về bề ngoài, tam thần tử là thần tử đầu tiên đột phá linh cảnh trong 18 vị thần tử. Võ cảnh, pháp cảnh, linh cảnh. Ta cách linh cảnh tận cảnh giới. Xem ra viên linh mạch phát túy đan. Phát túy đan đó phải dùng rồi đột phá pháp cảnh. Ngoài ra còn có chuyện thứ ba. Có phải liên quan đến chuyện của thập nhất hoàng tử hay không? Thần tử liệu sự như thần. Mấy ngày trước, ở hội giao trì thập nhất thần tử chết ngoài ý muốn. Ngoại giới đều đang truyền là thập bát thần tử, ngài giở thủ đoạn bị ổi giết chết thập nhất hoàng tử. Bây giờ thế lực phía sau của thập nhất hoàng tử, thập nhất thần tử đã là đoạn gia, đang bắt vũ hóa môn phải giải quyết. Chuyện này ta đã có đối sách, không cần phải lo lắng. Lão Tần, có đây không? Lão Tần, gọi ai vậy? Có lẽ là gọi ngài đấy. Hơn nữa nghe giọng, người đến có lẽ là bạn tốt của thập bát hoàng tử, Phách Dịch Thằng. Chơi gái cả đời, nghe tên chẳng phải là loại người tốt gì. Dựa theo ký ức từng hiện ở trong não hải, tên Phách Dịch Thằng này đúng là người bạn tốt nhất của nguyên chủ thần tử. Chỉ vì hai người có cùng sở thích uống hoa tiểu và nuôi tiểu yêu cái, mà sở thích này của nguyên chủ là bị truyền nhiễm bởi thập lục thần tử. Có thể nói nguyên chủ chính là bị thập lục thần tử làm hư hỏng. Lão Tần, nghe nói người gần đây rất là phát đạt, liệu không quên người bạn cũ này chứ? Thần tử, người đến này là thần ngoại hóa thân của thập lục thần tử, đây là độc môn tuyệt học của thập lục thần tử. Thần ngoại hóa thân, kỹ năng này không tồi nhỉ. Lão Tần, thần ngoại hóa thân này của ta không giữ được bao lâu, không phí lời nữa. Gần đây đăng tiên đài có một tuyệt sắc yêu tiên tử đến, hơn nữa còn có ngộ đạo trà mới đến, mang theo chút linh thạch. Tối yêu tiên tử chính là của người đó. Ta chờ ngươi ở đăng tiên đài, đến nhanh đấy. Thần tử, từ khi người không còn trong hoa nữa, thập lục thần tử lâu rồi không hẹn gặp người. Lần này chắc chắn là nghe nói người nắm giữ phù không đảo, còn đánh bại thập tứ thần tử, thắng được nửa giang sơn của Chu gia mới tìm đến. Người phải cẩn thận đấy. Đăng tiên đài là nơi nào? Ngoài 300 dặm phía đông của Vũ Hóa Môn. Ở đó là một nơi náo nhiệt, là nơi rất nhiều tu sĩ xung quanh tụ tập du ngoạn. Đương nhiên, tiêu xài cũng cực kỳ không bình thường. Đăng tiên đài này có gì đặc biệt? Theo quy luật của hệ thống, càng là địa điểm đặc biệt thì càng có khả năng là có được nhiệm vụ. Đăng tiên đài ở trong truyền thuyết là một nơi chứng đạo của một vị đại đế thời đại viễn cổ. Những năm gần đây, một số nhân vật thiên kiêu sẽ đến đăng tiên đài phá cảnh. Ví dụ, nhiều vị thần tử của Vũ Hóa Môn ta chính là đã từng phá cảnh thành công ở đăng tiên đài. Nghe nói lúc phá cảnh, cảm ngộ thiên địa pháp tắc, có khả năng dụ ra bất tử thần dược và muôn vàn cơ duyên huyền diệu khác ở trong truyền thuyết. Dẫn ra bất tử thần dược, có chuyện này sao? Quả thực là có chuyện này, lục thần tử, người được vinh dự là Vũ Hóa Môn bình dân thần tử Chu Lập. Lục thần tử ban đầu đột phá pháp cảnh ở đăng tiên đài. Ở đăng tiên đài pháp tắc gia thần, dẫn động bất tử dược hư ảnh dao động vô cùng hoành tráng. Bình dân thần tử là ý gì?
Lục Thần Tử xuất thân bần hàn nhưng thiên phú tuyệt vời, là người duy nhất từ đáy cùng của Vũ Hóa Môn dần dần đứng nền, trở thành thân tử. Hoàn toàn không dựa vào bất kỳ bối cảnh hay là chỗ dựa nào trở thành thân tử. Nghe nói Lục Thần Tử tính cách cao ngạo, kể cả trở thành thân tử, cũng từ chối sự giúp đỡ của bất kỳ thế lực nào, tất cả đều dựa vào nỗ lực của bản thân mà giành lấy. Cho nên cho dù thân là thân tử, hắn vẫn làm việc ở trong Đăng Tiên Đài, kiếm tu luyện tài nguyên. Ơi, một vị thân tử làm việc để kiếm tiền. Với kinh nghiệm của bổn thân tử, giả bộ quá đều không phải là loại người tốt đẹp gì cả. Đi thôi, Đăng Tiên Đài là nơi tuyệt giai đến, tuyệt giai để phá cảnh, vậy bổn thân tử phải đến xem thế nào. Người cha ta chưa gặp mặt, vẫn đang tìm kiếm bất tử dược cho ta. Nếu ta cũng có thể tìm thấy một số manh mối về bất tử dược, cũng là chuyện cực kỳ tốt. Một lúc sau, thân tử 300 dặm đến Đăng Tiên Đài, đi qua đều là địa bàn của Vũ Hóa Môn ta. Phía trước chính là Đại Ngân Sơn, bên trong yêu thú hoành hành. Thần tử nên cẩn thận. Thần tử, thứ gì vậy? Một con đại cắp mô yêu thú. Là thập bát thần tử của Vũ Hóa Môn. Núi Đại Ngân là phạm vi quản lý của Vũ Hóa Môn. Tất cả yêu thú bên trong đó đều là do Vũ Hóa Môn nuôi dưỡng. Tốc độ thả ta ra, bổn thần tử sẽ tha cho ngươi không chết. Thần tử, ta liều với ngươi. Đáng ghét thật, thần tử tuyệt đối không thể nào có chuyện được. Đốt cháy bổn mệnh. Dám giết thần tử, ta giết chết người. Dám giết thần tử, ta giết chết người. Có chuyện gì vậy? Ta lại bị một con cóc nuốt rồi hay sao? Đây có lẽ là trong dạ dày của nó. Đây là xác của Long Lang, tu vi thấp nhất đều ở linh cảnh. Không ngờ bị con cóc lớn này giết chết luôn rồi. Trong dịch dạ dày của con cóc lớn này lại có tính ăn mòn lớn như vậy. Sinh vật bị nó nuốt vào, có lẽ đều bị ăn mòn mà chết. Cho dù là Long Lang có tu vi linh cảnh cũng không tránh khỏi. Nhưng mà, ta có lớp da cấm kỵ trí tôn. Những dịch dạ dày này ngoại trừ có chút buồn nôn chút ra, cũng không làm gì được mình cả. Dám nuốt não tử? Thế thì đừng trách ta không khách khí đấy. Trấn Nghĩ Kình. Thần tử, cho dù lão già ta liều cái mạng này, cũng sẽ cứu ngươi ra ngoài. Có chuyện gì vậy hả trời? Không thể nào, tại sao ngươi không chết? Còn biết nói chuyện ư? Hóa ra là một con cóc tinh. Tình Thiên Phích Lịch Trưởng. Đau quá.
Đau chết ta mất rồi. Mau dừng lại. Thần tử không hổ là thần tử, bị yêu thú nuốt vào bụng mà vẫn không sao. Con cóc to này xui xẻo rồi. Thần tử nhà chúng ta là nhân vật có thể dễ dàng nuốt vào bụng hay sao? Một núp sau tha mạng với. Ta sai rồi. Tha cho ta một mạng. Tha cho ngươi một mạng ư? Đừng có mà mơ, bản thần tử vẫn chưa chơi đủ đâu. Thập bát thần tử, ngươi giết ta rồi, ngươi cũng đừng hòng mà đi ra ngoài. Thân thể của thiên yêu lút cả trời, cả đất cả người không hề kém cạnh so với thân thể của thần vương, và lại còn khỏe và kiên cố hơn thân xác của thần vương rất nhiều. Giết ta rồi, ngươi cũng sẽ bị nhốt mà chết ở trong thân xác của ta, cả đời này cũng không thể nào ra ngoài được. Thân xác thiên yêu à, lần trước mình đã giành được các đính thần thất tinh phá thể của thập thất thần tử, thập nhất thần tử. Chỉ có thể phá hủy, chọc thủng mọi thân xác ở trên thế gian này. Hôm nay liền thử xem uy lực của nó ra sao. Thập bát thần tử, dừng tay lại là đúng rồi. Chỉ cần ngươi không công kích ta, ta có thể thả ngươi ra ngoài. Chúng ta về sau nước sông không phạm nước giếng. Ngươi xứng để có thể đàm phán điều kiện với bản thân tử ta hay sao? Thất tinh phá thể đỉnh. Đau quá. Đây là thứ gì? Không, thân xác thiên yêu của ta. Không thể nào, thân xác thiên yêu của ta làm sao có thể bị thủng được. Đây chính là thiên yêu thể của người. Không đáng một đòn. Thập bát thần tử tha mạng. Đã cầu xin còn không hiện chân thân. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Vậy ta sẽ phế thiên yêu thể của ngươi. Dừng lại. Đây là thập nhị thần tử. Thập nhị thần tử viên hồng. Thập nhị thần tử ngươi, sao ngươi nhìn ra được thân phận của ta? Thiên yêu thể này của ta ẩn giấu kỹ như vậy. Trong vũ hóa môn, căn bản không ai có thể chất đặc biệt của ta. Kể cả người nhìn thấy bộ mặt thật của ta cũng không nhiều. Ta không hề nhìn ra thân phận của người. Chỉ là cảm thấy, yêu thú trong đại ngân sơn này, kể cả có to bằng trời, cũng không dám đột kích một vị thần tử của vũ hóa môn. Cho nên mới cảm thấy người có thân phận khác. Chỉ là không ngờ, lại là thập nhị thần tử người. Thần tử chi tranh, tàn khốc vô cùng, điều này ta biết. Chỉ là bốn thần tử không hiểu, ngươi sao lại lựa chọn đánh úp ta? Rất đơn giản, ngươi yếu nhất. Ta yếu nhất. Ngươi không biết ba ngày trước, ta ở đâu các đã đánh bại thập tứ thần tử Chu Vi Bá. Cái gì? Điều này ta đúng là không biết. Ta đã mai phục ở đây nửa năm rồi, căn bản không biết tin tức ở ngoại giới. Nói như vậy, ngươi không hề biết bổn thần tử sẽ đi qua nơi này. Không biết. Nơi này thường có thần tử đi qua, cũng chính là lúc thập bát thần tử ngươi đi qua, ta mới ra tay. Không ngờ thập bát thần tử căn bản là không như lời đồn. Bổn thần tử lần đầu ra tay với thần tử khác mà lại thất bại thảm hại như vậy. Thần tử, thập nhị thần tử đã mai phục ở đây nửa năm, có lẽ là sự việc quả thực là trùng hợp. Có trùng hợp hay không, tạm thời chưa kết luận được. Thập nhị thần tử mai phục ở đây nửa năm. Nếu để người khác biết chuyện này, chưa chắc không thể nào làm một số thủ đoạn. Thần tử,
Người đang nghi ngờ thập lục thần tử Phách Dịch Thăng. Dù sao cũng là thập lục thần tử mời ngươi đến Đăng Tiên Đài. Mà đến Đăng Tiên Đài thì phải đi qua Đại Ngân Sơn này. Bất luận là có phải hắn hay không, chuyến đi Đăng Tiên Đài này sẽ rất là đặc sắc đây. Thập bát thần tử, chuyện hôm nay đúng là rất hổ thẹn, ta xin bái phục. Hôm khác ta sẽ dâng hậu lễ đến đền tội. Bốn thần tử xin rời khỏi đây, không làm lỡ hành trình của thập bát thần tử nữa. Đứng lại, ta để ngươi đi hay chưa? Thập bát thần tử, ta đã nói dâng hậu lễ để đền tội rồi, ngươi còn muốn thế nào? Giao ra thần tử giám. Thập bát thần tử, đừng ức hiếp người quá đáng đấy. Cùng lắm thì bổn thần tử cá chết lưới rách với người. Cá chết lưới rách với ta sao? Chỉ dựa vào thiên niêu thể bản tàn của ngươi hay sao? Ngươi không xứng, hôm nay bổn thần tử đánh tàn phế người, đinh phá thể, thất tình. Đáng ghét, không biết tự lượng sức mình. Thái dương thần thả chấn áp. Không hay. Thập bát thần tử, tha mạng. Thần tử dám đưa đây. Cắt đứt cảm ứng liên hệ với thần tử giám. Thập bát thần tử, có thể cho ta con đường sống hay không? Đừng cắt đứt con đường đế tử của ta. Ngươi đánh nén ta khi nuốt ta vào trong bụng, có nghĩ tới cho ta con đường sống hay không? Thắng làm vua, thua làm giặc. Đừng để bổn thần tử xem thường ngươi. Bỏ đi. Thần tử giám này hóa thành một tòa núi cao. Bây giờ ta rất tò mò. Nếu như tập hợp 18 thần tử giám, sẽ có thay đổi thần kỳ như thế nào? Thập bát thần tử, tất cả thần tử giám đã hoàn toàn thuộc về ngươi rồi. Có thể để ta rời khỏi đây không? Bây giờ cho ngươi hai lựa chọn. Thuần phục ta hoặc chết. Thập bát thần tử, ngươi đừng hòng ghép ta vào đường cùng. Trận chiến của thần tử là trận chiến tính mạng. Bổn thần tử tha cho ngươi không chết, nhưng cũng không dễ dàng thả ngươi đi đâu. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi sẽ trở thành vật cưỡi của bổn thần tử. Nếu không thì đi chết đi. Người người đều nói tu hành của thập bát thần tử là phế vật, tên phá gia chi tử. Hôm nay ta xem như đã biết. Tàn nhẫn quyết đoán của thập bát thần tử đã vượt xa so với các thần tử khác. Trận chiến đế tử này có lẽ thập bát thần tử mới là người cười đến cuối cùng. Nếu như đã mất đi vị trí thần tử, Viên Hồng ta nguyện ý thần phục thập bát thần tử. Chỉ hy vọng sau này thập bát thần tử đang lên vị trí cao, Viên Hồng ta có thể được nhờ. Xem như là ngươi biết điều. Xuất phát, đi về Đăng Tiên Đài. Thần tử lợi hại. Để một vị thần tử làm vật cưỡi là người đầu tiên từ trước đến nay làm được. Trước tiên ở giao trì đánh bại thập nhất thần tử, sau đó lại ở đấu các đánh bại thập tứ thần tử.
bây giờ lại ở núi Đại Ngân đánh bại thập nhị thần tử. Tên Tần Thư này có chút vượt qua dự tính của bản thần tử à? Thất thần tử, lần trước hắn ta quyết đấu với thập tứ thần tử đã cược một đảo phù không, khiến cho chúng ta bị tổn hại vô cùng nặng. Bây giờ trên người của thập bát thần tử ít nhất là phải có đến 3 chiếc gương thần tử. Chúng ta có ra tay hay không? Không gấp. Tên thần tử bình dân ở đăng tiên đài châu lập đó là một khối xương khó nhai lắm đấy. Thần tử phía trước chính là đăng tiên đài. Vùng đồng bằng, sông sừng sững chảy xiết này không biết đã chảy được mấy vạn năm rồi. Ta cảm nhận được phát tán của sức mạnh trời đất. Đăng tiên đài quả nhiên là chỗ không bình thường. Thần tử, đăng tiên đài có quy định là nghiêm cấm các tu sĩ bay lượn ở trên cao. Chúng ta có đi xuống hay không? Không cần đâu. Viên Hồng trực tiếp hạ cánh xuống đăng tiên đài đi. Rõ. Thập bát thần tử thật là có khí phách. Thập lục thần tử, lần trước thập bát thần tử thắng đã lấy đi một món ở đảo phù không ở chỗ ta. Nếu nói về độ giàu có, e rằng cả vũ hóa môn này không ai có thể so được với thập bát thần tử. Cậu ấy bây giờ chính là một ngọn núi quý báu. Chính là bởi vì như vậy, ta mới nhớ lại người bạn cũ đó của ta. Thập bát thần tử nghe lời ta nhất, uống rượu hòa, nuôi dưỡng các loài tiểu yêu nữ, đều là do chính tay ta dạy cho hắn. Lại nói, gần đây thập bát thần tử thay đổi không ít rồi. Biểu diễn của yêu tiên tử sắp bắt đầu rồi. Đừng bảo là thập bát thần tử không có đến. Yên tâm đi, ta hiểu thập bát thần tử. Cho dù hắn ta có thay đổi đến đâu, thì cũng vẫn là tên vô dụng, không được trọng dụng mà thôi. Lần này chắc chắn là hắn sẽ đến. Vốn dĩ trước đây, ta đã hút khô mọi tài nguyên của hắn rồi. Bản thần tử cũng đã rất lâu chưa liên lạc với hắn. Nhờ vào sự giúp đỡ của Yên Tiên Tử, ta lại có thể tích lũy được một khối tài nguyên tu hành nữa rồi. Thần tử xin người yên tâm. Lão nữ tối đây đã kinh doanh bao nhiêu năm ở đăng tiên đài này. Lần này bảo đảm sẽ lấy sạch tài nguyên của thập bát thần tử. Thập lục thần tử ngươi sẽ được 6 phần. Thành giao. Hợp tác vui vẻ. Người đâu? Đi xuống. Xem thử thập bát thần tử đã đến hay chưa? Không cần đâu, bản thần tử đến rồi đây. Đăng tiên đài nghiêm cấm bay lượn ở trên cao. Đây là ai vậy? Sao lại không hiểu quy tắc? Nhìn dáng vẻ thì chắc là một vị thần tử của vũ hóa môn. Hắn là thập bát thần tử, nghe nói là do thập lục thần tử mời đến để xem hoa tiên tử. Thập bát thần tử, ngươi đây có chút không hợp quy tắc. Thần tử à, đăng tiên đài này ngoài mặt là do lão lư cai quản, còn về người đứng sau lưng thì vẫn chưa biết được danh tính. Lần trước chúng ta thắng được từ hắn không ít tài nguyên, mà lão lư này làm ăn buôn bán luôn thù dai vô cùng, người phải cẩn thận. Ồ, quy củ.